Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quyết bảo vệ sáng sáng, ta phải chết cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc thực hiện. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quyết bảo vệ sáng sáng, ta phải chết cho quê hương. Vân Hà kính gửi lời chào tới quý thính giả. Hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 8 năm 2016 là buổi phát thanh lần thứ 1909 của đài Đáp lời sông núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây. Hà Nội vẫn chưa quyết định ngày xét xử blogger anh Ba Sàm. Phá hủy hơn 100 ngôi mộ để xây dựng khu nghỉ mát ở Nha Trang. Việt Nam phủ nhận việc tin tặc tấn công phi trường Đà Nẵng. Tàu lạ lại đâm vào một thuyền cá Việt Nam tại vùng biển Thanh Hóa. Hiệp ước TPP là một thứ vũ khí để chống Trung Cộng. Lấy lý do an ninh, Lào không tổ chức diễn đàn dân sự ASEAN. Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Vân Khanh và Đồng Tâm gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó là một đất nước đứng lên với bài Đơn tự thú với hệ thống lãnh đạo mới do Nguyên Khải trình bày. Kế tiếp là một hàng tuần người dân tự quyết với bài Tây Tạng hôm nay, Việt Nam ngày mai do Tâm Anh dẫn đọc. Sau cùng là một bình luận thường kỳ với bài Khóc cá, khóc biển, khóc người do Song Thập trình bày để kết thúc chương trình tối nay. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông David Nhơn Trần tại Dallas, Texas, Hoa Kỳ. Đồng thời để vinh danh em Nguyễn Mai Trung Tuấn, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Với hệ thống Audio Now, chỉ cần bấm số 1712-832-7123, quý thính giả có thể nghe đài Đáp lời sông núi qua điện thoại bất cứ lúc nào với giá của một cuộc gọi thông thường. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Đồng Tâm trình bày sau đây. Vào sáng hôm qua, ngày 3 tháng 8, sau khi nhận được giấy phép đứng ra bào chữa cho blogger anh Ba Sàm, luật sư Trần Vũ Hải đã đến trại tù B14 của Bộ Công an để thăm viếng thân chủ của mình. Tuy nhiên, ông Hải cho biết tòa án Hà Nội vẫn chưa ấn định phiên xử phúc thẩm về vụ bắt giam anh Ba Sàm, Nguyễn Hữu Vinh và tình hình sức khỏe cũng như tinh thần của anh Vinh khá tốt. Mặc dù không tiết lộ chi tiết về cuộc trao đổi giữa hai người, nhưng luật sư Hải cho biết anh Ba Sàm mong muốn luật sư chứng minh việc bắt giữ anh là bất hợp pháp và không có chứng cứ là anh phạm tội. Cần nhắc lại, blogger anh Ba Sàm từng là một sĩ quan công an, sau đó là chủ nhân của một trang mạng nổi tiếng có tên là Thông Tấn Xã Vỉa Hè, chuyên đăng tải tin tức và bài vở của những người bất đồng chính kiến. Anh bị bắt vào năm 2015 và đến tháng 3 năm 2016 thì bị mang ra tòa xét xử với cáo buộc tuyên truyền chống phá đảng và nhà nước. Anh bị kết án 5 năm tù. Để trấn an dư luận, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vào hôm qua ra lệnh mở cuộc điều tra về vụ lén lút bốc dỡ 100 ngôi mộ ở thành phố Nha Trang để lấy đất xây khu nghỉ mát do một công ty tư nhân làm chủ. Đây là khu nghĩa trang rộng hơn 9 mẫu, tọa lạc ở triền đồi Thanh Trúc thuộc xã Phước Đồng, Nha Trang. Với hàng trăm ngôi mộ đã bị công ty tư nhân âm thầm đào bới và di chuyển xương cốt đến một nơi khác. Thế nhưng theo thân nhân của những người quá cố thì không những không thông báo cho gia đình, mà xương cốt cũng bị trộn lẫn khi giờ đến nơi mới. Vào sáng ngày 2 tháng 8, trước sự giận dữ của hàng trăm gia đình có thân nhân an táng tại nghĩa trang này, nhà cầm quyền xã Phước Đông đã tổ chức một cuộc đối thoại với công ty Thanh Trúc. Trước các chất vấn gay gắt, một thành viên công ty đã thừa nhận các sai lầm và ngỏ lời xin lỗi. Nhưng người dân nhất quyết không đồng ý và yêu cầu phải giám định DNA để chôn đúng xương cốt của thân nhân họ tại khu mộ mới. Theo lệnh của ông Trương Hòa Bình, thì Bộ Công an sẽ phối hợp với Bộ Lao động Thương binh Xã hội và nhà cầm quyền tỉnh Khánh Hòa phải mở cuộc điều tra về vụ này, đồng thời phải giải quyết mọi yêu cầu của các gia đình có mộ mã tổ tiên bị phá hủy. Giới chức hàng không và an ninh Việt Nam vào hôm qua lên tiếng bác bỏ nguồn tin là phi trường Đà Nẵng bị tin tặc tấn công, khiến các nhân viên phải làm thủ tục bằng tay vì hệ thống điện tử bị tê liệt. Theo nguồn tin từ một số hành khách thì kể từ trưa hôm qua, hệ thống điện tử tại phi trường Đà Nẵng bị trục trặc, gây trễ nải cho các chuyến bay vì nhân viên phải tiến hành các thủ tục giấy tờ bằng tay. Và khi lên được máy bay thì hành khách vẫn phải ngồi chờ bởi hệ thống điều khiển không lưu cũng bị trục trặc. Tuy nhiên, giới chức hàng không và giao thông Việt Nam phủ nhận
vì tin tặc đã tấn công. Họ khẳng định là các trục trặc chỉ xảy ra trong vòng 10 phút và đã khôi phục ngay sau đó. Trong khi đó, ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam kiêm Phó Ban Tuyên giáo Trung ương vào hôm qua kêu gọi người dân hãy bình tĩnh, không nên khẳng định là nhóm tin tặc đã tấn công phi trường Nội Bài và Tân Sơn Nhất vào cuối tuần qua là do nhóm tin tặc Trung Cộng, với lý do là tránh gây xáo trộn trong mối quan hệ giữa hai nước. Nhà cầm quyền tỉnh Thanh Hóa vào hôm qua đã lên tiếng xác nhận là một thuyền cá tỉnh này đã bị một chiếc tàu lạ tông trực diện trên biển, khiến nước tràn vào trong khoang. May mắn là có một thuyền đồng nghiệp kịp thời chạy đến trợ giúp, đưa chiếc thuyền và 15 ngư dân gặp nạn vào đất liền. Chủ nhân chiếc thuyền bị nạn là ông Trần Văn Hòa, 39 tuổi, ở xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi trú ẩn tránh bão Mirine ở đảo Cát Bà thuộc tỉnh Hải Phòng, ông Hòa cho thuyền ra khơi để thu mua hải sản. Nhưng trên đường về cảng Lạch Bản ở Thanh Hóa, cách bờ khoảng 100 hải lý thì bị một tàu sắt lao đến và đâm nát mũi thuyền ông Hòa. Chiếc tàu lạ sau đó tháo chạy rất nhanh, khiến ngư dân không kịp nhận rõ số hiệu của chiếc tàu sắt to lớn này. Nhằm thúc đẩy Quốc hội thông qua Hiệp ước Mậu dịch TPP, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Hiệp ước này có thể xem như một thứ vũ khí để đối phó với Trung Cộng hiện đang thao túng nền kinh tế Á Châu. Phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Lý Hiển Long của Singapore, ông Obama đã lên tiếng binh vực Hiệp ước TPP mà ông khởi xướng với 12 quốc gia đã đồng ý gia nhập, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, hiệp ước này chưa được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua vì nhiều chính khách Mỹ, kể cả hai ứng viên tổng thống là Donald Trump và Hillary Clinton, tỏ ra hoài nghi về lợi ích của hiệp ước này sẽ mang lại cho nước Mỹ. Trong cuộc họp báo hôm qua, ông Obama cho rằng Trung Cộng không quan tâm đến bất cứ quy luật nào của xã hội, kinh tế hay môi trường, cũng như không có biện pháp chống tệ nạn buôn người và tham nhũng. Trong khi đó, hiệp ước TPP có những quy tắc rõ ràng trở thành một thứ vũ khí để đối phó với cách làm ăn vô nguyên tắc của Trung Cộng. Viện cớ không bảo đảm an ninh, nhà cầm quyền nước Lào không tổ chức diễn đàn dân sự ASEAN tại thủ đô Vientiane vào tháng 9 tới đây. Trước quyết định này, diễn đàn dân sự của khối ASEAN được tổ chức tại thủ đô Dili của Đông Timor trong tuần này, quy tụ các tổ chức phi chính phủ và hội đoàn dân sự để thảo luận về các đề tài xã hội. Cần biết là trong những năm qua, theo thông lệ thì nước chủ nhà đứng ra tổ chức hội nghị thượng đỉnh khối ASEAN sẽ đồng thời tổ chức diễn đàn dân sự để thu thập ý kiến của các tổ chức phi chính phủ và hội đoàn dân sự nhằm phát triển xã hội. Nỗi lòng yêu quê hương quốc gia dân tộc, bảo vệ đất đai tiên tổ của bất cứ một người dân đen chân chính nào cũng bị xem là có tội, phạm tội dưới con mắt và chủ trương mãi quốc cầu vinh của kẻ cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Để tiếp nối chương trình hôm nay qua tiết mục Đất nước đứng lên, mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi theo dõi bài viết Đơn tự thú với hệ thống lãnh đạo mới của Polis Lê Sơn qua sự trình bày của Nguyên Khải. Hỡi ôi, đất nước lâm vào bi đát, dân tôi đây có vài lời tự thú gửi đến các vị lãnh đạo mới tái tuyên thệ lần hai, kính chúc quý vị cứ ăn, cứ khỏe, để có sức mà tham nhũng, mà bán tất cả những gì đất nước Việt Nam đang có cho ngoại bang tàu cộng. Dân đen tôi đây xin tự thú 10 tội của mình cho các vị trong hệ thống lãnh đạo mới được biết tường tận hơn, ngõ hầu để quý vị biết tội của dân đen mà xét phạt công minh. Tội thứ nhất, vì đất nước đang bị diệt vong trước hiểm họa của Trung Cộng, dân đen tôi ngày đêm ăn không ngon, ngủ không yên, lo lắng tìm mọi cách để chống giặc tàu cộng từ phương Bắc. Tội thứ hai, dân đen này ngu muội nên phát hiện có một loại đảng mang tên là Đảng Cộng sản. Nó rập khuôn mô hình của Cộng sản Trung Quốc và nó đang độc tài cai trị toàn cõi Việt Nam với phương châm 4 tốt 16 chữ vàng, đời đời bền vững với kẻ thù dân tộc là Trung Cộng. Vì vậy nên tôi chống lại cái đảng Cộng sản đó. Tội thứ ba, vì quyền con người bị tước đoạt một cách trầm trọng, nặng nề và có hệ thống dưới sự cai trị của Cộng sản, dân đen tôi đây vắt kiệt sức mình để chiến đấu chống lại kẻ thù của loài người. Tội thứ bốn,
vì nhận thấy những chính sách hà khắc, bất công và gian dối của Cộng sản. Bằng tất cả trái tim hướng về công lý và hòa bình, nên dân đen tôi đây ngủ giấc không ngon, chán ăn, bỏ uống, để toàn tâm toàn ý lên án, chỉ trích những sai lầm của hệ thống cầm quyền Cộng sản độc tài. Tội thứ năm, vì cam kết thực hiện các quyền căn bản của một con người, dân đen tôi đây không ngần ngại, không sợ hãi khi chiến đấu cho tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo, mà những thứ này Cộng sản rất sợ và tìm mọi cách để ngăn cản, bắt bớ và bỏ tù bất cứ một ai thực hành các quyền đó. Tội thứ sáu, vì quyền thực hành chính trị của mỗi người dân trong một quốc gia có chủ quyền, nên dân đen này luôn ủng hộ thực thi hệ thống chính trị đa nguyên đa đảng. Ấy vậy mà, dưới sự độc tài tàn ác sáng suốt của đảng Cộng sản, luôn ngăn cấm các chính đảng được hoạt động, và chúng cũng rất sợ điều này. Tội thứ bảy, dân đen này từng giờ từng phút, bất chấp nắng mưa, bão táp, luôn luôn đòi buộc công ty Formosa hủy hoại môi trường tại Việt Nam, phải cút xéo khỏi lãnh thổ Việt Nam, dù vẫn biết dưới sự độc tài sáng suốt của Cộng sản luôn bao che, nâng đỡ cho Formosa. Tội thứ tám, dân đen này đã gặp gỡ nhiều nhà chí sĩ yêu nước, họ là trí thức, là sinh viên, là thanh niên, là hết những ai đang lo lắng cho vận mệnh dân tộc. Sự gặp gỡ này khiến cho đảng Cộng sản thấy bất an, lo lắng cho tiến trình nhất quán chủ trương đồng hóa Trung Hoa. Tội thứ 9, Việt Nam đang hình thành rất nhiều tổ chức xã hội dân sự độc lập, không chịu sự chi phối của đảng Cộng sản. Thế mà, dân đen này lại hết sức vui mừng, luôn ủng hộ, và nếu có thể được, thì cống hiến sức mọn của mình cho sự hình thành, phát triển của các tổ chức đối lập Cộng sản này. Tội thứ 10, dân đen này tôn trọng thể chế Việt Nam Cộng Hòa, tôn trọng cờ vàng ba sọc, một biểu tượng, một chế độ mà Cộng sản coi là kẻ thù. Dân đen này không đem lòng yêu mến ông hồ của Cộng sản. Hỡi ôi, đất nước lầm than, nước mất, nhà tan, dân oan oằn oại khắp mọi miền, dưới bàn chân sắt của Cộng sản. Dân đen này kể 10 tội cho hệ thống lãnh đạo mới được biết để theo công tâm mà xử trí. Dân đen này nguyện một lòng ngoan cố giữ vững 10 tội trên và có thể còn nhiều tội khác nữa để tỏ lòng căm ghét sự độc ác, giả dối của Cộng sản, để dốc hết tâm can mà yêu quê hương đất nước, yêu dân tộc Việt Nam và dùng hết trí khôn, sức lực của mình để phục vụ tha nhân. Dân đen Lê Văn Sơn thỉnh tội. Thông báo Ngày Môi Trường. Giáo phận Vinh phát động ngày Chủ nhật 7 tháng 8 năm 2016 là một ngày vì môi trường, kêu gọi toàn giáo phận Vinh với hơn nửa triệu tín đồ tham gia vào sinh hoạt này. Theo văn thư đề ngày 27 tháng 7 năm 2016 do Linh Mục Nguyễn Văn Đính, trưởng Ban Công lý và Hòa bình và Đức Giám Mục Phaolô. Người dân tự quyết. Tình hình Biển Đông đang căng thẳng từng ngày, từng giờ, nhất là sau phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế. Trong nước, Trung Cộng đàn áp các sắc dân Mãn, Mông, Hồi, Tạ. Còn bên ngoài thì hung hăng tuyên bố chiến tranh cả trên đất liền và trên biển. Trong tiết mục Người dân tự quyết hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài Tây Tạng hôm nay, Việt Nam ngày mai của Lý Trần Công sẽ do Tâm Anh trình bày sau đây. Học viện Phật giáo Larunga được cho là lớn nhất thế giới của Tây Tạng, là nơi sinh sống của hơn 40.000 nhà sư và Nikko. Hôm 20 tháng 7 vừa qua, chính quyền Trung Cộng đã bắt đầu đưa máy móc vào, phá dỡ nhiều công trình trong trung tâm nghiên cứu Phật giáo và khu nhà ở của các Phật tử. Tây Tạng bị Trung Cộng sáp nhập vào lãnh thổ Trung Hoa từ năm 1951 và cho hưởng quy chế tự trị như các sắc dân Mãn, Mông, Hồi. Sau một cuộc nổi dậy thất bại vào năm 1959 của người Tây Tạng, từ đó đến nay, người dân Tây Tạng mà đứng đầu là nhà lãnh đạo tinh thần lưu vong Đức Đạt Lai Lạt Ma đã liên tục tranh đấu để đòi độc lập cho người dân Tây Tạng, chống lại sự cai trị độc đoán, diệt trừ tôn giáo
và kế hoạch diệt chủng âm thầm của Bắc Kinh. Chính sách nhất quán của Trung Cộng áp đặt lên các sắc dân thiểu số là người Hán nắm quyền cai trị tuyệt đối, cổ suý văn hóa Hán tộc và triệt tiêu văn hóa các sắc dân thiểu số, kiểm soát kinh tế, kể cả phân phối hàng hóa, và cuối cùng tiến đến đồng hóa hoàn toàn mọi sắc dân trên lãnh thổ Trung Hoa. Trung Cộng ngày nay trong nước, họ bá quyền trên các sắc dân thiểu số, còn bên ngoài, với giấc mơ Đại Hán, họ ôm mộng bành trướng lãnh thổ. Bởi vậy, không ai hiểu và có kinh nghiệm với người Tàu bằng người dân Việt Nam. Mỗi khi thế và lực của họ mạnh lên là người Tàu đẩy mạnh việc lăm le xâm lược các nước lân bang, chiếm đoạt đất đai, mong mở rộng bờ cõi đế quốc Trung Hoa. Nhưng lịch sử hàng ngàn năm của Việt Nam cho thấy kết cục của các cuộc xâm lược nước khác, người Tàu thường đạt được thắng lợi trong một thời gian, cho dù cả ngàn năm. Nhưng sau đó, họ vẫn phải chuốc lấy thất bại, phải rút về nước. Sử sách Việt Nam qua các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, Nguyễn đã từng thuật lại những chiến công hiển hách đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc. Tiếc rằng ngày hôm nay, thời Hầu Nguyễn, những kẻ lãnh đạo hiện nay như Phú Trọng, Xuân Phúc, Kim Ngân đã cong lưng cúi đầu thần phục giặc Tàu để mong nắm giữ quyền lực và hưởng thụ trên xương máu đồng bào, làm ô nhục danh tiếng của dòng họ Nguyễn. Những kẻ như Đại Quang, thay vì nối tiếp tiền nhân, khơi dậy lòng yêu nước chống ngoại xâm như nhà Trần khi xưa, thì ông ta đã làm ô danh tiền nhân khi vâng lệnh Bắc Kinh ra tay đàn áp, bắt bớ, tống giam người yêu nước chống Trung Cộng xâm lược. Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đã công khai ra mặt thần phục Tàu bằng mọi giá, rước voi về giày Mã Tổ, ngang nhiên thách thức người dân Việt Nam yêu nước, chống tập đoàn bành trướng Bắc Kinh. Đến giờ phút này, Trung Cộng đang quân sự hóa các đảo ở Hoàng Sa, bảy đảo ở Trường Sa và nhiều lần lớn tiếng đe dọa sẽ chiếm trọn Trường Sa trong tương lai gần. Nhưng Cộng sản Việt Nam hầu như cố phô trương sự khiếp nhược và thần phục trước Tàu Cộng. Chẳng hề dám đả động đến việc kiện Trung Cộng ra tòa án quốc tế như người Philippines đã làm và chiến thắng. Ngay trong kỳ họp Quốc hội đầu tiên khóa 14, bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân không dám một lời nào đả động đến kết quả phán quyết vụ kiện đường lưỡi bò vừa qua. Trong khi Tòa trọng tài quốc tế bác đòi hỏi chủ quyền đường lưỡi bò của Trung Cộng trên Biển Đông có lợi cho Philippines thì ít, mà đa phần có lợi cho chủ quyền lãnh hải của Việt Nam, nhưng Quốc hội Cộng sản Việt Nam tỏ ra thờ ơ với sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải và quyền lợi quốc gia dân tộc. Mấy trăm ông bà trong Quốc hội Cộng sản Việt Nam, lãnh lương của dân, nhưng chẳng làm điều gì có lợi cho dân, cho nước. Người dân nói, các ông bà trong Quốc hội chỉ là bù nhìn của chế độ, quả không sai. Từ đảng, nhà nước, cho đến Quốc hội, nhu nhược, khiếp sợ giặc Tàu như thế, thì chả trách tướng Tàu ngày càng tuyên bố hung hăng về Biển Đông. Ngày 20 tháng 7, tại kênh truyền thông Tân Hoa Xã cho biết, tướng Trung Quốc Bành Quang Khiêm dọa biến tàu cá của ngư dân Việt Nam thành bia tập trận nếu dám đánh bắt trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ông còn thêm rằng, cho dù cảnh sát biển và bộ đội biên phòng Việt Nam nếu có ra hỗ trợ ngư dân. Trên thực tế thì điều này chưa hề xảy ra, cũng sẽ trở thành bia sống trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và sẽ không còn tàu nào quay về được. Thiếu tướng Bành Quang Khiêm còn tuyên bố rằng, việc máy bay Su-22 và Kasa-212 của Việt Nam rời, hãy coi đó như là lời cảnh báo của Trung Cộng. Đến ai dám điều động quân đội tiến gần các đảo ở Hoàng Sa và Trường Sa? Đại tướng Ngô Xuân Lịch của Cộng sản Việt Nam đã đưa ra lời bình luận rằng,
những điều tướng Trung Quốc tuyên bố hết sức ngông cuồng. Nhân dân Việt Nam sẽ chiến đấu đến cùng nếu có tranh chấp lãnh thổ xảy ra. Không ai, một nước lớn, có thể tùy tiện áp đặt bất cứ điều gì trên lãnh thổ chủ quyền Việt Nam. Một mình ông tướng Ngô Xuân Lịch còn chưa chống lại nổi với nhóm mafia Cộng sản Ba Đình và những tên Hán Giang trong quân đội, thì làm sao mà ông Lịch có thể chống lại nổi quân đội Tàu Cộng? Còn nhân dân Việt Nam thì đã hết niềm tin vào chế độ Cộng sản rồi. Nhân dân sẽ tham gia chống giặc Tàu, nhưng không phải là dưới sự lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam. Không ai mất bò mà lại đi tin thằng ăn trộm bò bao giờ. Toàn dân Việt Nam sẽ chống giặc Tàu, nhưng sẽ không cùng đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng của Tịch Phúc Kiến. Cộng sản Việt Nam, hãy nhớ rõ điều đó. Đài phát thanh đáp lời sông núi. Trong khi toàn dân khóc cá, khóc biển, khóc người chết vì bàn tay lông lá của Bắc Kinh, và trong thời điểm tòa án trọng tài quốc tế phán quyết bác bỏ đường lưỡi bò của Trung Cộng, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn ù lì bất động, không dám kiện Trung Cộng, đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa cho Tổ quốc Việt Nam. Mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi nghe phần bình luận của Ngô Nhân Dục với tựa đề Khóc cá, khóc biển, khóc người, sẽ được song thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Tòa trọng tài thường trực PCA đã tuyên án vụ Philippines kiện Trung Cộng. Tập hồ sơ 497 trang giấy đã khẳng định Trung Cộng không có cơ sở pháp lý nào để đòi chủ quyền trong vùng biển nằm trong đường chính đoạn, cũng gọi là đường chữ U hay đường lưỡi bò. Cộng đồng thế giới văn minh hoan nghênh và yêu cầu hai nước thi hành ngay phán quyết này. Cộng sản Việt Nam cũng hoan nghênh nhân dịp tái xác nhận chủ quyền Việt Nam trên các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, nhưng chỉ nói suông, không có một lời nào yêu cầu Trung Cộng thi hành. Cộng sản Việt Nam bảo sẽ có tuyên bố về nội dung phán quyết sau, khiến dân Việt Nam ngạc nhiên trước thái độ dè dặt không cần thiết này. Tòa trọng tài thường trực chỉ phán xử một phần trong số 15 điểm do Manila nêu ra. Tòa trọng tài tuyên bố rằng, nói chung, không một hòn đảo hay bãi đá ngầm nào ở Trường Sa có khả năng duy trì đời sống con người, cho nên không chỗ nào có thể biến thành vùng đặc quyền kinh tế hoặc thềm lục địa của bất cứ nước nào như Trung Cộng vẫn đòi hỏi. Phán quyết của tòa PCA là một đòn đánh mạnh trên chủ trương, thái độ và các hành động xâm lấn, gây hấn của Trung Cộng từ năm 1974 khi họ đánh chiếm Hoàng Sa của nước Việt Nam cho đến nay. Nhìn vào những thắng lợi của Phi Luật Tân, người Việt Nam thấy tủi thân. Tại sao dân Việt Nam không được hưởng những thắng lợi đó? Hơn nữa, tòa kết tội Trung Cộng là đã gây hại không thể khắc phục môi trường biển, đặc biệt là đối với các vùng san hô. Việt Nam cũng là một nạn nhân của tội ác này. Tòa nói rõ rằng luật biển UNCLOS không cho phép dùng một nhóm đảo để thiết lập các khu quân sự, như Trung Cộng đang làm sát nách nước Việt Nam. Trung Cộng còn bị lên án khi xây các đảo nhân tạo ở vùng đặc quyền kinh tế của nước khác, đồng thời lại phá hủy bằng chứng về điều kiện tự nhiên ở Biển Đông, và các hành động này làm cho xung đột ở Biển Đông thêm trầm trọng. Việt Nam là một nạn nhân trực tiếp của các hành động xâm lấn phi pháp này, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam lại không dám kiện. Phán quyết của tòa trọng tài đã đặt một căn bản pháp lý rõ ràng, vững chắc cho tất cả các nước khác đang tranh chấp với Trung Cộng trong vùng Biển Đông. Nếu đối với Philippines, Trung Cộng không có thẩm quyền trên cả vùng chữ U, thì điều này cũng áp dụng cho tất cả các nước khác. Họ có thể căn cứ vào đó mà hành động nếu can đảm. Tất cả những gì Philippines mới thắng đối với Trung Cộng, Việt Nam có thể còn thắng mạnh hơn. Việc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa năm 1974, việc chiếm đảo Gạc Ma năm 1988 còn đó, chưa ai quên. Tòa trọng tài có thể dứt khoát bắt Trung Cộng trả lại, nhưng mấy chục năm nay rồi, Việt Cộng không hề dám hó hé.
sau bản án của tòa trọng tài phủ nhận tham vọng bành trướng của họ, Trung Cộng sẽ còn tiếp tục gây hấn. Các nước lớn trong khối G7 không có Nga lên tiếng yêu cầu Trung Cộng phải thi hành bản án, nhưng Bộ Ngoại giao Bắc Kinh phủ nhận hoàn toàn thẩm quyền của một tòa án quốc tế đã ngoài 200 tuổi. Trung Cộng có thể rút khỏi Công ước Luật Biển Liên Hiệp Quốc năm 1982 gọi tắt là UNCLOS, rồi công bố một vùng nhận dạng phòng không gọi tắt là ADIZ ở Biển Đông để làm giữ. Tùy theo thái độ của chính phủ Philippines, Trung Cộng có thể sẽ khiêu khích xây dựng phi trường trên bãi cảng Scarborough của Phi đã bị cưỡng chiếm. Lúc đó, Trung Cộng sẽ phải trực diện đối đầu với cả hai nước Philippines và Hoa Kỳ. Trong mấy tháng gần đây, Hoa Kỳ đã đưa nhiều hàng không mẫu hạm và chiến hạm tới vùng Biển Đông để biểu dương quyền tự do hàng hải. Bản án của tòa trọng tài cho chính phủ Hoa Kỳ một căn bản pháp lý vững vàng tiếp tục hành động này. Cuộc đương đầu trực tiếp giữa hai cường quốc khó xảy ra, nhưng nếu biết lợi dụng cơ hội này, thì tất cả các nước Đông Nam Á có thể dựa vào bản án đó mà cứng rắn hơn trước tham vọng bành trướng của Bắc Kinh. Điều đáng buồn cho dân tộc Việt Nam là nhà cầm quyền Cộng sản chỉ tỏ ra sợ hãi và quỵ lụy đối với cái gọi là đồng chí anh em Trung Cộng. Hiển nhiên nhất là trong vụ hai chiếc máy bay Su và Casa mất tích, nhạc sĩ Tô Hải đã nhìn thấy nhà cầm quyền Việt Cộng bí mật mật chấp giá lung tung, khiến dân phải đoán mò, làm câu chuyện rơi máy bay ngày càng thêm huyền bí. Hai chiếc máy bay có đi vào vùng hải quân Trung Cộng sắp thao diễn hay không? Họ gặp tai nạn hay bị tấn công? Không ai biết. Viên phi công trên chiếc máy bay được đồng bào cứu thoát hiện nay đang ở đâu? Không ai biết. Tại sao phi hành đoàn 9 người cũng chết tức tưởi? Không ai biết. Một điều Tô Hải biết chắc là đồng bào không còn tin là nhà nước nói thật nữa. Bây giờ, Việt Cộng không thể nói chiếc máy bay Casa gặp tai nạn nữa vì dân chài đã vớt được 130 mảnh vỡ, không biết do ai bắn mà tàn sát. Cuối cùng, nếu hỏi ai là thủ phạm giết chết các phi công, bắn hạ hai chiếc phi cơ, thì toàn dân Việt Nam sẽ chỉ tay về phía Bắc. Tình trạng che đậy bưng bít của Việt Cộng trong vụ hai máy bay gặp nạn chỉ vạch áo cho Trung Cộng xem lưng. Nó biết là mình sợ, nó sẽ đe dọa mạnh hơn, làm dữ hơn, vì nó biết một chính quyền đã mất hết nhân tâm thì càng yếu càng dễ bắt nạt. Sau khi khóc những con cá chết oan dọc theo 240 cây số bờ biển, sau khi khóc cái vùng biển do cha ông để lại đã bị đầu độc, bị giết chết, nay người dân Việt Nam lại khóc những phi công và quân nhân chết tức tưởi trên mặt biển nước mình, trong khi nhóm cầm quyền vẫn bảo vệ bí mật. Tô Hải kết luận niềm bí mật này là xuất phát từ thói quen độc quyền tư tưởng, độc quyền ăn nói. Liệu một dân tộc có thể chỉ biết khóc, khóc và khóc mãi hay không? Đồng bào ơi, phải gạt nước mắt, đứng lên đòi tự do, dân chủ. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến em Nguyễn Mai Trung Tuấn, sinh năm 2000, bị bắt ngày 6 tháng 8 năm 2015, hiện đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm với bản án 4 năm rưỡi tù giam vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tối nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 9:30. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.